Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2020. Hôm nay ngày tháng thứ 2 của bị dịch Covid 2019. Ở Outlet Mall trên Cypress 290 có phát đồ ăn miễn phí cho người dân của Mỹ, thì cái việc get line rất là xa, cách mấy cái exit ở ngoài đường Federal. Họ phát từ 2 giờ, đi từ get line là được từ 1 giờ 40 tới giờ là 3 giờ rưỡi, 4 giờ get line 2 tiếng mới vô được bên trong. Đây là cái khu mua sắm Outlet Mall lớn của phía North Houston, thì người ta dùng để làm trạm phát đồ ăn. Thì vô tới đây thì mọi người được đi hai lane. Bình thường lúc đầu á là chỉ có nhân viên của bên phát đồ ăn thôi, nhưng lý do là có thể phát chậm thì đã có điều động của bên quân đội Mỹ tới hướng dẫn người đi vô get line. Đằng sau mình là chiếc Lexus cũng get line, có nghĩa là ở bên Mỹ này bất kể ai là người dân đang ở khu vực gần đây đều có quyền đi hết, không có cần phải show ra hộ chiếu, passport hay là phải là người dân của Mỹ mới được, mà tất cả mọi người đều được hết. Bây giờ đã vô tới khu trong là mọi người thấy đây nguyên một bãi xe của tất cả các truck, các xe hàng, xe tải lớn. Và khi mà người ta phát, người ta cũng không có bắt mình đi xuống xe mở cái cửa sau ra, mà người ta sẽ tự mở. Những xe nào có nút bấm tự động thì người ta sẽ mở, còn những xe nào không thì là người ta sẽ mở giùm. Những người lính xung quanh đây người ta sẽ đi hỗ trợ mình mở giùm nếu mà xe mình không có cái chế độ tự động mở cửa sau ra. Sau xung quanh bây giờ bắt đầu là khu được phát đồ ăn, mà phát đồ ăn là theo dạng thùng đồ ăn còn sống. Cho mọi người là ở trong xe, và họ bên đây là cái người ta mở giùm. Thank you. Tiếng xe kêu là tại vì xe mở cửa sau cho nên xe lúc nào cũng kêu vậy hết. Đây là xung quanh. Đây xe hàng, các xe. Họ park, họ đậu. Tất cả các xe tải đậu đây là đều là sẽ đây, quân lính đã hỗ trợ